Tín hiệu tốt với cầu thủ trẻ xuất hiện ở V-League 2022. Nguyễn Phi Hoàng, 2003 gây sốt với cú đúp đẳng cấp vào lưới Sông Lam Nghệ An, đội bóng đứng đầu bảng trước khi vòng 8 V-League 2022 diễn ra, giúp câu lạc bộ Đà Nẵng thắng 3-1. Mùa này, anh đã có 4 lần ra sân và được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đánh giá cao. Phạm Đình Duy, 2002, số 18 tỏa sáng không kém Phi Hoàng với một đường kiến tạo và một bàn thắng. Anh đã có 2 pha lập công ở mùa này. Phạm Văn Hữu, 2001, số 15, nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2022, cũng được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho ra sân 4 lần và anh để lại một kiến tạo. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An, một cầu thủ trẻ khác cũng để lại dấu ấn là Hồ Văn Cường, 2003. Anh có pha nỗ lực bứt tốc để có thể tạt bóng khi bóng gần đi hết đường biên ngang để Oceani rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sông Lam Nghệ An.